Bằng những kinh nghiệm từ thực tế vất vả mưu sinh mà người nông dân đã có những cách thức hay trong việc bảo quản lương thực thực phẩm. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, việc ứng dụng công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch trở thành một điều kiện tất yếu trong việc nâng cao giá trị gia tăng tiêu thụ của sản phẩm nông sản trên thị trường. Và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quả cam Hà Giang, tôi ví nó như một cô gái 18, rất là tuyệt vời. Mỗi lần đi học về thì lại chạy vào vườn và cùng đàn trâu đàn bò và đi dưới những cái tán cam, vặt những cái quả cam, ngồi trên những con bò vặt ăn, hát nghêu ngao cuộc đời đơn giản rất là vui. Và như những người bạn ấy, khi nhìn vào những bố mẹ mình, anh em mình, làng xóm mình trồng những cây cam ra, nhưng giá trị thì lại không có, vất vả cả năm trời bán quả cam được mấy nghìn đồng, giá rất là bèo bọt. Thậm chí còn không có người mua, mà đổ xuống khe, đổ xuống sông, xuống suối hết. Rất là xót xa. Tình yêu và nỗi xót xa cho cây cam cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thôi thúc chàng thanh niên Nguyễn Việt Cường, người con của thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang, quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, xây dựng xưởng chế biến cam ngay tại quê hương mình. Ước mơ là vậy, khát khao và quyết tâm là vậy, nhưng mọi việc không hề dễ dàng. Hàng chục lần thử nghiệm thất bại, sự hoài nghi của bà con, sự đơn độc khi gây dựng một thứ hoàn toàn mới là những áp lực rất lớn với chàng trai này. Thế nhưng, với phương châm mỗi người chỉ sống có một lần, hãy nỗ lực làm những gì mình muốn, Cường bền bỉ thử nghiệm. Ở đây tôi đang có mặt trong một không gian vô cùng đẹp mắt và lãng mạn, đấy chính là những vườn cam chiêu quả của bà con tại Hà Giang. Và lúc này đây thì bà con nơi đây đang bước vào vụ thu hoạch cam. Anh Cường ơi, những cây cam này của gia đình mình thì đã có tuổi đời bao nhiêu năm tuổi rồi ạ? Những cây cam này có tuổi đời 25 năm tuổi rồi em. 25 năm tuổi ạ, một con số không hề nhỏ đâu ạ. Em thấy hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại cam khác nhau. Vậy thì cam Hà Giang của mình có đặc điểm khác biệt gì ạ? Sự khác biệt của cam Hà Giang như em đi nhìn thấy ở đây, cái trái cam nó có một vẻ bề ngoài sân xì và có một màu đúng rồi, đây là một vẻ ngoài sân xì nhưng mà lại có một màu vàng rất là đẹp mắt. Cái màu vàng vô cùng bắt mắt mà đúng ngay rồi. Từ khi bước vào vườn là em đã bị ấn tượng và thu hút rồi. Cái điều gì tạo nên cái sự khác biệt này ạ? Đó chính là thổ nhưỡng và khí hậu. Đất ở Hà Giang là đất pha đá, chất axit ở trong đất rất là nhiều, nên là cam nó có rất nhiều cái khoáng chất cũng như là giữ được cái nước ở trong đất lâu thì quả cam nó sẽ bền hơn. Con chào các cô ạ. Chào cháu. Vâng ạ. Năm nay cam nhà mình có được mùa không ạ? Năm nay cam các cô ở trên này trồng năm nay được mùa. Được mùa ạ. Vậy thì còn cái tiêu thụ thì như thế nào ạ? Tiêu thụ thì bấp bênh. Cách đây khoảng chục năm thì 10.000, 15.000. Nhưng mà bây giờ nó đúng ra là hiện nay, đúng hiện bây giờ chỉ đến từ 3 đến 5.000. Nếu như cam đẹp là 5.000. Còn bình thường loại cam xấu, xấu thì có 2.000, 3.000. Nói chung là cái mức tiêu thụ rất là kém. Cái tên Cam Ta rất mộc mạc nhưng mang đầy ý nghĩa tự hào được đặt cho công ty của Nguyễn Việt Cường với sứ mệnh thu mua và chế biến cam sành tại Hà Giang. Điều đó đã thắp lên những hy vọng lớn cho bà con trồng cam tại đây sẽ ra khỏi vòng luẩn quẩn giá cả và thời vụ đã bao năm. Xưởng chế biến cam của anh được thiết kế bước đầu với quy mô sản xuất nhỏ, nhưng lại theo những tiêu chuẩn rất khắt khe. Bởi từ tháng 2 năm 2019, công ty đã phối hợp với nhóm chuyên gia hàng đầu của Hà Lan để nhận chuyển giao công nghệ chế biến các sản phẩm từ cam trên dây chuyền hiện đại khép kín theo tiêu chuẩn châu Âu với mục tiêu chất lượng là tiêu chí hàng đầu. Lúc này đây thì tôi đang có mặt tại xưởng chế biến cam của công ty cổ phần Cam Ta. Cam sau khi được thu hoạch ở trên đồi sẽ nhanh chóng được mang về để tạo ra các sản phẩm mang tính thương mại. Và anh Cường này, cam sẽ được trải qua những quá trình như thế nào để tạo ra các sản phẩm đó? Sau khi cam được bà con thu hái về cơ sở
thì sẽ được phân loại và đưa vào máy rửa cam, vâng. Sục rửa sạch sẽ và sục khử khí ozone. Sau đó được đưa vào khu sơ chế như chị đã nhìn thấy đây. Cam sẽ được chạy qua cái máy ép để tạo bóc tách nước, vỏ và hạt ra làm 3 phần khác nhau. Vỏ cam thì sẽ được đưa lên bàn này để sơ chế thêm một lần nữa, đó là gọi tách mùi và lấy cái lớp biểu bì ngoài của vỏ cam để sơ chế ra một số sản phẩm như mứt cam, siro cam. Hạt cam thì sẽ được chuyển đi để chiết xuất một số chất như ví dụ như pectin. Đây là cái biểu ngoài của cái vỏ cam đây. À đây ạ. Rất là thơm đấy ạ. Đúng rồi, thơm lắm, rất là thơm. Đây là một sản phẩm dùng để sản xuất ra cái loại mứt gem chuyên để ăn với bánh mì của người nước ngoài rất ưa chuộng. Vâng ạ, nói chung là rất là tiềm năng đấy ạ. Em nhìn thấy ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái quả cam với cái màu sắc cũng như là cái hình thái khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ có những tiêu chuẩn như thế nào đối với các quả cam này khi mà đưa vào dây chuyền sơ chế và bảo quản ạ? Thì cam thì chúng tôi sẽ được phân loại quả đẹp có độ dám 70% đổ xuống thì nó sẽ được đưa về đây để ép và chế biến. Quả nhỏ, những size nhỏ này. Còn những quả đẹp có độ đều quả, bóng đẹp thì sẽ được đóng hộp và đưa đến các siêu thị, các cửa hàng bán những cái quả cam đẹp. Vâng, nghĩa là quả cam dù nó là có hình thái màu sắc như thế nào thì cũng đều sẽ được tận dụng và có những cái giá trị. Em nhìn mọi người ở đây làm thì trông công việc nó rất là tỉ mỉ ạ. Em đang rất là muốn tham gia để xem là để mình tạo ra được cái loại sản phẩm đấy thì sẽ phải như thế nào. Anh Cường dẫn em nhé. Rồi ok, mình sẵn sàng thôi. Anh sẽ hướng dẫn em sơ chế qua cái vỏ cam. Dạ. Sau khi cam được bóc tách nước và hạt ra thì cái cùi chúng ta sẽ dùng con dao này để tách cái phần cùi mỏng phía tách trong cùi, đúng không ạ? Cái cùi trắng phía trong ra khỏi cái vỏ. Nhưng mà mình sẽ có yêu cầu gì về cái độ dày hoặc là những cái tiêu chuẩn như thế nào để đảm bảo giữa cùi với cả vỏ thì để cho vào sơ chế ạ? Cái cơ bản là chúng ta tách làm sao để cho nó tách được cái lớp trắng, gần hết cái lớp trắng ra khỏi cái lớp vỏ ngoài. Để khi mà chúng ta chế biến thì nó sẽ không bị nát, nó không bị lẫn, nó gây đến cái cảm quan không được đẹp mắt. Vâng ạ. Cái cùi cam màu trắng như thế này thì khi mà mình tách ra thì mình có tận dụng để làm được các sản phẩm nào khác không anh? Có chứ. Cái cùi cam đấy sẽ được nghiền nát và chúng ta sẽ cho lên đun để bỏ bã, để là gây chất tạo đông để làm quay lại làm mứt. Dạ vâng. Nói chung là mình sẽ không bỏ đi bất kỳ một cái bộ phận nào đúng không ạ? Đúng rồi. Như em tách này đã phù hợp cho anh. Được rồi em. Giờ đây, nỗi lo của bà con trồng cam tại Bắc Quang, Hà Giang đã vơi đi rất nhiều chính bởi sự ra đời của những xưởng bảo quản và chế biến cam như thế này. Vỏ cam thì được dùng làm tinh dầu, ruột cam làm nước ép và thậm chí cùi cam dùng để làm mứt. Không một thành phần nào của quả cam bị lãng phí và đều được tận dụng để tạo ra các sản phẩm mang tính thương mại. Ứng dụng công nghệ chế biến bảo quản là một hướng đi vững chắc, bền vững để có thể nâng cao giá trị tiêu thụ của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng và phát triển công nghệ này một cách rộng rãi ra các địa phương cũng như với các loại nông sản khác nhau thì còn là một bài toán còn nhiều trăn trở.